Xin kính chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà sẽ có một ngày mới nhiều năng lượng để làm việc và học tập hiệu quả. Sáng nay như thường lệ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản tin bóng đá của bóng đá24h.vn. Trước khi bắt đầu thì rất mong quý vị hãy subscribe kênh và bật nút thông báo để luôn nhận được những video mới nhất của bóng đá24h.vn nhé. Hé lộ mức lương khủng của Mourinho ở Tottenham. Tái xuất trên ghế nóng Tottenham, Jose Mourinho hưởng mức lương cao thứ hai tại giải Ngoại hạng Anh, 15 triệu bảng một năm chỉ sau Pep Guardiola. Khoản thù lao mà người đặc biệt nhận tại đội bóng thành London cao gấp đôi mức lương của Pochettino trước đó là 7,5 triệu bảng một năm. Jose Mourinho đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với Spurs với mục tiêu vực dậy lại đội bóng Anh sau quãng thời gian đầu bết bát. Nhìn vào bảng lương của các huấn luyện viên ở giải Ngoại hạng Anh hiện tại, Pep Guardiola vẫn dẫn đầu cùng số tiền 20 triệu bảng mỗi năm ở Manchester City. Ronaldo rời Juventus đến Man United mùa tới. Phát biểu trên Chiringuito de Hugones, chuyên gia Eduardo Inda cho biết Cristiano Ronaldo sẽ rời Juventus vào cuối mùa giải năm nay nếu họ không thể giành Champions League. Cậu ấy muốn giành chiếc vô địch châu Âu cùng câu lạc bộ thứ ba, nhưng mọi thứ đang trở nên phức tạp. Một số nguồn tin cho tôi biết Juventus sẽ không trông chờ vào Ronaldo. Thay vào đó, họ muốn đưa về những ngôi sao trẻ trung như Pogba hay Mbappe. CR7 sẽ phải rời Allianz nếu điều này xảy ra. Một thông tin mật cho hay, mối quan hệ không thực sự tốt giữa Ronaldo với huấn luyện viên Maurizio Sarri cũng là một trong những nguyên nhân khiến vị trí của anh tại sân Allianz không còn được đảm bảo. Nếu phải rời Juventus, Man United vẫn là bến đỗ tiềm năng của Ronaldo. Theo The Sun, đội chủ sân Old Trafford cùng các đại gia Trung Quốc đã sẵn sàng trải thảm đỏ để chào đón siêu sao người Bồ Đào Nha, bất chấp việc anh đã 34 tuổi. Diego Maradona từ chức sau 72 ngày dẫn dắt Gimnasia de la Plata. Huấn luyện viên Diego Maradona đã bất ngờ nói lời chia tay câu lạc bộ mà ông mới dẫn dắt hồi tháng 9 ở giải vô địch quốc gia Argentina. Theo tờ Mirror, Diego Maradona chia tay câu lạc bộ Gimnasia de la Plata vì chủ tịch Gabriel Pellegrino đã quyết định không tranh cử ở nhiệm kỳ tới. Cuộc bầu cử chủ tịch của đội bóng Argentina sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Gareth Bale không coi trọng Real Madrid. Sau khi cùng tuyển xứ Wales chính thức giành vé dự Euro 2020, Gareth Bale đã có màn ăn mừng gây tranh cãi. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Bale và các đồng đội đã cùng nhau ăn mừng. Họ chuẩn bị sẵn lá cờ xứ Wales có in dòng chữ Wales, Golf, Madrid, in that order. Điều đó có nghĩa với Bale, tuyển quốc gia là quan trọng nhất, sau đó tới môn Golf và cuối cùng mới là Real Madrid. Báo Anh vinh danh Quang Hải. Hôm 20 tháng 11, tờ The Guardian của Anh chính thức mở đề cử ứng viên cho danh sách top 40 cầu thủ hay nhất năm 2019. Trong đó, Quang Hải bất ngờ có tên. Miêu tả Quang Hải, tờ báo Anh viết: tiền vệ tấn công đa năng có thể làm được mọi thứ trong trận đấu. Anh ấy đang trở thành gương mặt ở Đông Nam Á được săn đón nhất. Theo danh sách dài các ứng viên cho đề cử top 40 cầu thủ hay nhất năm 2019 mà The Guardian gửi cho Zing.vn, Đông Nam Á chỉ xuất hiện hai gương mặt, Quang Hải và tiền vệ Brandon Gan của Malaysia. Điều này cho thấy Quang Hải phải rất nổi bật mới gây được sự chú ý của tờ báo xứ sở sương mù. Những cái tên còn lại trong danh sách này tập hợp toàn gương mặt quen thuộc như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar hay Virgil van Dijk. Quang Hải đã có một năm thi đấu thành công trong mặc áo tuyển Việt Nam. Gần nhất, tiền vệ này tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Trên sân Mỹ Đình, Quang Hải ngả người ghi bàn đẹp mắt mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Hiện Quang Hải được nhiều câu lạc bộ tại Nhật Bản và Tây Ban Nha chú ý. Sterling lại được Manchester City trọng thưởng. Theo Mirror, Manchester City đã bắt đầu mở cuộc đàm phán hợp đồng mới với Raheem Sterling. Đây được coi là phần thưởng cho phong độ xuất sắc của tiền đạo người Anh từ đầu mùa giải mới. Ngôi sao 24 tuổi đã ghi được 18 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở mùa này, qua đó trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất tại châu Âu. Phong độ làm bạn ấn tượng của Sterling đã khiến nhiều câu lạc bộ lớn phải để mắt tới anh. Vì vậy, Man City muốn nâng cấp bản hợp đồng của cựu cầu thủ Liverpool, mặc dù vừa ký mới cách đây đúng một năm. Bản giao kèo hiện tại của cầu thủ 24 tuổi có thời hạn đến năm 2023 kèm theo mức lương 300.000 bảng một tuần. Man City muốn giữ chân Sterling lâu hơn bản hợp đồng cũ, đồng thời chế độ lương thưởng của tiền đạo này cũng sẽ tăng lên đáng kể. Những thành công của Raheem Sterling có công lao không nhỏ của huấn luyện viên Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giúp ngôi sao người Anh tiến bộ không ngừng kể từ khi ông đặt chân tới sân Etihad. Việt Nam xếp thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA. Trận hòa trước Thái Lan đã khiến tuyển Việt Nam bị trừ 1,99 điểm trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân là do Thái Lan đang xếp dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA. Dù vậy,
Trận thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm 14 tháng 11 giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm 15,05 điểm. Như vậy, sau 2 trận đấu trong tháng 11, tuyển Việt Nam tích lũy thêm 13,1 điểm, nâng tổng số điểm lên thành 1.258 và đứng hạng 94 thế giới. Quý vị và các bạn thấy bản tin sáng nay hấp dẫn chưa? Nếu có nhận xét hay chia sẻ gì thì mọi người đừng ngần ngại để lại comment bên dưới. Cả nhà cũng đừng quên like và share video này giúp bóng đá 24h.vn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. To protect your soul.